chào các bạn quay trở lại với chương trình tư vấn sức khỏe do Alo Bác sĩ thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh xơ gan là một trong những căn bệnh nguy hiểm và nhiều người sợ gan nhiễm độc đã tìm cách là giải độc gan, thanh lọc gan nhưng mà không biết nên làm như thế nào cho đúng. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta có cuộc trò chuyện và gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, được mệnh danh là bàn tay vàng trong tiêu hóa nội soi gan mật. Bác hiện đang công tác tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thì hy vọng là qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về gan và cái cách làm thế nào để có một cái lá gan khỏe mạnh. Xin chào bác sĩ Lưu Phương ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Mến chào Mỹ Thi. Mến chào quý vị bạn đọc của các cổng thông tin sức khỏe Alo Bác sĩ. Rất vui để gặp lại các bạn. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ Lưu Phương, gan là một cái bộ phận quan trọng trong cơ thể của con người và nó có cái chức năng đó là lọc máu và tiết mật. Vậy thì lọc máu như thế nào, lọc những cái chất gì và những cái chất độc hại hay là tự thải thì sẽ đi về đâu, thưa bác sĩ Lưu Phương ạ? Thì gan mình nói là lọc máu vậy nhưng mà phải nó lọc như thận để ra nước tiểu, tức là những gì mà xâm nhập cơ thể chúng ta qua đường ăn uống. Qua đường ăn uống đó là một cái miệng ra là cái rắc rối nhất, đó là cái gì cũng bỏ vô miệng đớp hết á. Thế thì cái miệng chúng ta, tất cả những gì đi qua vô cơ thể chúng ta qua đường ăn uống, một điều chắc chắn trước khi nó đi đến nơi khác có tác dụng thì cái chỗ nó phải đến gọi là bẩm báo đầu tiên, giống như chào anh gác cổng đầu tiên là gan, rồi mới được đi làm nhiệm vụ. Còn nếu nó xâm nhập cơ thể chúng ta qua đường khác, ví dụ đường hít thở hoặc đường tiêm chích, hoặc đường sức ngoài da, mình nó có ba đường đó, có đường nào đi vô người mình hết. Thì nó sẽ đi một vòng nhưng mà rồi cũng phải về trình báo với đại ca, đó là cái lá gan của chúng ta nó hơi khác cái chỗ đường xâm nhập, nhưng mà rồi cũng phải đi qua cái cửa đó. Như vậy phải nói là gan là nơi là coi như là dù là anh gác cổng đầu tiên nếu mà đi theo đường tiêu hóa, hay là cái người đại ca cuối cùng khi mà anh đi theo xâm nhập theo những đường khác thì cũng phải lại gặp nó. Và gan là nơi thải độc, có nghĩa là gan gọi là thải độc nhưng mà thiệt sự bản chất gan là một cái nhà máy chuyên xử lý mọi loại chất thải, từ rác nước phân, cái gì trên đời này thuộc về chất thải, giống như trong một cái thành phố, một đất nước. Gan là nơi gọi là một cái nhà máy tập trung mọi loại chất thải của một cái thành phố, của một đất nước, là vô đó nó thải hết. Có nghĩa mà bản chất nó gọi là xử lý chất thải nhưng mà thật sự nó là nơi nó những cái phản ứng, tôi gọi là những phản ứng hóa học nó xảy ra trong gan. Nó phản ứng để chi, nó biến những cái chất độc thành chất không độc để đưa lại vào máu và có thể theo dòng máu đến thận rồi đi tiểu ra ngoài, hoặc là nó tiết thẳng vô trong mật để theo cái ống mật chảy luôn xuống đường tiêu hóa chờ chúng ta đi cầu ra ngoài. Cái thứ ba, nó có thể biến những chất độc thành những chất không độc rồi lưu thông trong dòng máu chúng ta vô thượng vô qua. Và cái thứ ba là nó có thể là không có độc hại hết, nhưng mà ví dụ những cái thuốc men hay là những cái gì chúng ta ăn uống vào, không nhất là thuốc này chẳng hạn, anh làm nhiệm vụ anh có tác dụng, ví dụ anh trị nhiễm trùng, anh trị huyết áp gì đó, rồi ăn hết xong một vòng anh trở về gan thì gan nó sẽ biến cái chất thuốc đó thành cái chất chuyển hóa khác không còn tác dụng nữa. Chứ uống thuốc cái chất thuốc ta hết là phải uống lại. Bởi vì đi theo đúng dòng đời đó là rồi em làm xong nhiệm vụ rồi em chào đại ca, đại ca để xử lý em thành một cái người vô dụng, thế là anh ta phải uống một liều khác vô. Kim loại nặng hay là những cái con vi trùng hay gì đó thì nó cũng đều bị bởi chặn lại bởi gan, và nơi gan nó sẽ là nơi là giống như là tiền đồn, chiến sự xảy ra ác liệt, nó chặn lại theo đường máu, nó chặn lại tại gan, và thứ hai là lá lách nữa, nhưng mà nó chặn lại nơi nổ ra những cuộc chiến sự trước khi, tại vì máu mà nó qua được cái gan thì nó sẽ dở trở về, còn đoạn đường rất là ngắn. Qua khỏi gan còn đoạn đường ngắn, cái tĩnh mạch chủ dưới nó có chút xíu nữa, đã trở về ngay trái tim, mà trung tâm của chúng ta rồi. Do đó là nơi diễn ra chiến sự rất là ác liệt, tức là nơi là những cái bạch cầu sẽ quy động lại để mà chống đỡ lại những cái vi trùng mà xâm nhập vào đường máu. Như vậy thì nói sơ qua thì chắc là Mỹ Thi và quý vị đã hiểu được là thế nào là cái gan nó thanh lọc, là thanh lọc cái gì. Đó là mình nói theo ngôn ngữ bình dân, còn ngôn ngữ tôi chuyển ngữ lại thì đó là mình hiểu là nó cái chức năng nó thải độc là như thế nào, là bản chất là những cái phản ứng hóa học
là những cái phản ứng để lôi kéo những cái con bạch cầu, những cái hóa chất do cơ thể ta tiết ra để một cái bãi chiến trường, để mà ngăn chặn trước khi là nó trở về cái trung khu là về tim là coi như đi khắp nơi rồi. Dạ. À, thì đó là cái câu trả lời tôi dành cho quý vị của cái câu hỏi này. Dạ, dạ thưa bác sĩ Lưu Phương, là với cái phần chuyển ngữ của bác sĩ không chỉ hiểu mà còn rất dễ hiểu ạ, và rất là thú vị ạ. Hy vọng là cái phần trao đổi ngày hôm nay của chúng ta sẽ đem đến những kiến thức hữu ích cho quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Lưu Phương, vậy thì những cái kẻ thù hàng đầu của gan là gì, và cái chuyện là thuốc tây thì gây hại cho gan là có đúng hay không ạ? Thì tôi thấy có một cái quan điểm hơi sai sai, không dám khẳng định sai hẳn, nhưng mà thiệt sự cá nhân tôi và nói chung trong y học thì có quan điểm sai. Có nghĩa là uống thuốc tây hại gan, còn uống thuốc nam thì hiền lắm có hại gan. Cái điều đó nó không đúng. Tất cả mọi cái gì mà không phải cơ thể con người chúng ta tự sinh ra, mà ngay cả tự cơ thể con người chúng ta sinh ra, ví dụ những cái nội tiết tố, những hormone, khi nó xài xong, ví dụ như hormone sinh dục nam sinh dục nữ, thì khi mà tiết ra, hoặc là những cái hormone của tuyến thượng thận tiết ra, đó là nội tiết tố do cơ thể mình tự tiết ra, tự của mình, nó không có ai cho mình hết á, thì nó cái dòng đời nó không tác dụng là nó cũng phải quay về gan để gan xử lý, nó trở thành những chất vô hại bất tác dụng. Đó là của chúng ta, không có ai đụng, là tự sướng, là tự sướng. Thế thì về nguyên tắc, những cái gì không phải của chúng ta đưa vô đều là phải được qua gan để xử lý. Bởi xử lý nó hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó là coi như là phải ngăn chặn mọi cái hành vi muốn phá hoại cơ thể chúng ta. Gan nó phải trình diện, coi thằng này giống như gọi là các chú công an, an ninh cửa khẩu, an ninh biên giới của chúng ta, anh này an toàn mới cho nhập cảnh. Đấy, bắt buộc phải qua. Hoặc là qua rồi, hoặc là qua rồi làm xong nhiệm vụ phải xuất cảnh chứ, anh nhập cảnh anh không xuất cảnh nữa, anh đâu phải công dân Việt Nam đâu, là ví dụ vậy. Thế thì là thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, bất kỳ cả đồ ăn chúng ta ăn vô là đều phải qua gan xử lý. Như vậy không có cái chuyện thuốc tây là sẽ hại gan mà thuốc nam hay đông dược thì không hại gan. Có thể hại hoặc có thể không hại, tùy cái loại thuốc đó. Như vậy gây tổn thương gan, gây hư cái gan hay không là do cái bản chất cái thứ đó đã được từng nghiên cứu chưa, đã được công bố chưa, chứ không phải chỉ dựa ơi thuốc tây là hại, thuốc bắc là không hại, thuốc nam là không hại, hay là thuốc nam là hại, thuốc tây là không hại. Không phải như vậy. Tất cả dựa vào y học chứng cứ và một nguyên tắc như tôi vừa nói là phải trình diện cho cái gan như vậy. Dạ vâng ạ. Bác sĩ có thể nói lại cái phần là những cái kẻ thù hàng đầu nào gây nên những cái bệnh lý về gan đó? Như vậy, kẻ thù hàng đầu là ở năm cái con virus gây viêm gan có tên là con A, con B, con C, con D, con E. Và nhớ rằng bà năm cái con này cái tên A, B, C, D giống như tôi tên Phương Thi, tên Mỹ Thi, chứ không phải là Mỹ Thi giỏi hơn tôi, tôi giỏi hơn bà. Không phải là con B thì phải nặng hơn con A, con D phải nặng con B, không phải vậy. Cả những loại vi trùng khác đều có thể là đi qua gan, có thể gây tổn thương gan. Còn cái kẻ thù hàng đầu thứ hai không liên quan tới con vi trùng hay gì hết, không có lây nhiễm, là cái cồn, tức là rượu ethanol, tức là rượu bia. Chúng ta uống rượu bia, chúng ta uống bản chất chỉ khác nhau ở cái nồng độ cồn thôi. Mà đặc biệt nếu mà uống cái cồn là kẻ thù của gan, là uống quá nhiều là hại gan rồi. Mà đặc biệt mà chúng ta uống gọi là rượu bia, mà là rượu bia giả đấy, không có kiểm định, thì trong cái cồn ethanol nó sẽ lẫn với cái cồn methanol, nó mùi y như rượu bia vậy đó. Người ta pha vô nó rẻ. Thì cái đó là hại gan còn gấp bội. Ngoài ra còn có những cái kẻ thù khác, ví dụ đó như mình nói uống thuốc gì đó hại gan, thì tôi nói thuốc tân dược, tức là thuốc tây theo bà con mình hay gọi, thì nó có một số loại thuốc như kháng sinh trị lao là nó hay tấn công, nó hay rất thường gây tác dụng phụ viêm gan do thuốc. Một số loại thuốc, một số thôi chứ không, một số loại thuốc gây mê thế hệ cũ là gây viêm gan do thuốc. Một số loại kháng sinh, ví dụ như kháng sinh thông thường thì amoxicillin, ambicillin gần như rất hiếm khi gây hại gan. Những loại thuốc mà giảm đau hạ sốt, ví dụ paracetamol, ta hay thường uống cái đó cũng mua không được, ta bác sĩ
Nhưng mà nếu ta uống liều quá cao, ví dụ nếu ta uống một ngày khoảng 4-5 viên, tức là dưới 3 gram một ngày, hoặc là nếu an toàn dưới 2 gram một ngày là không sao, nhưng mà uống trên liều đó là tấn công phải gan. Còn những cái loại gọi là đông nam dược thì tôi thì không có rõ lắm, nhưng mà báo cáo là rất là nhiều những cái loại đông nam dược là có khả năng gây hại gan. Nhưng mà vì cái nghiên cứu về cái loại đông nam dược nó không có nhiều như cái tân dược thì người ta nghiên cứu rất là rõ ràng. Và chúng ta ngộ độc những cái loại nấm, những cái thức ăn lạ ngoài đường, những cái nấm độc nữa đó, là nó gây hoại tử. Hoại tử tức là thối rửa lá gan mà thật. Thì cũng là một những kẻ thù. Rồi những cái kẻ thù khác nữa, thí dụ chúng ta nghĩ là một cái đơn giản hút thuốc, vô phổi gì đâu, không đâu. Không, khói thuốc lá nó chứa gọi là 250 cái độc chất trong khói thuốc lá. Người hút là không nói được, cái người mà tôi hút đây rồi Mỹ đi ngồi mình hít gọi là hút thuốc thụ động, thì thuốc là cũng làm cho suy giảm khả năng bảo vệ của gan và là gây độc cho gan. Rồi một cái nữa chúng ta thấy rất là xinh bé bé. Ngày xưa thấy mấy em bé sổ sữa mình thấy dễ thương quá, mỏng miệng quá. Thấy người mập, thấy giờ vệ vệ ra phong độ của sếp. Những người đó thường mỡ nó hơi nhiều, người mập mà em bé cũng vậy. Thấy những giọt mỡ xinh đấy. Ngày xưa là thấy là gan nhiễm mỡ là tại vì hơi béo. Thế bây giờ những giọt mỡ xinh đối với y học hiện đại, kẻ thù của gan. Ngày xưa thấy nó nằm trong gan, nhiễm mỡ nó nằm đó, những cái hạt mỡ rất là tính. Bây giờ những giọt mỡ nó nằm ở trong gan quá nhiều, nó rất là hiền, nó không có, nó là một cái thằng ù lì cục mịch, nó không làm chuyện gì. Nhưng bây giờ khoa học phát hiện nó ra mới rồi, không có như ngày xưa, nó không có cục mịch như anh nông dân không biết gì như hai lúa đó. Nằm đó nghiên cứu thấy lá gan bắt đầu quậy phá tấn công gan y như cái con virus mà tấn công cái gan. Đây là những kẻ thù của mình. Qua phần chia sẻ vừa rồi của bác Phương thì thấy là có trên năm dưới những cái tác nhân mà gây ra những cái bệnh lý về gan rất là nguy hiểm ạ. Thưa bác sĩ Lô Phương, là đa số chúng ta thì thường hay có cái thói quen đó là thức khuya. Vậy thì thức khuya có ảnh hưởng như thế nào đến lá gan hay không? Và đối với những người có cái đồng hồ sinh học đó là thức khuya dậy muộn thì ảnh hưởng đến gan nhiều hay không ạ? Thì thật sự là cái cơ thể chúng ta nó như một cái đồng hồ sinh học. Mà Mỹ Thi có thấy, các bạn có thấy không? Rõ ràng trong luật lao động nước nào cũng vậy, chứ không phải riêng nước Việt Nam. Làm ca kiếp hoặc làm ca đêm thuộc về lao động độc hại. Mặc dù có những người ngủ tốt, coi như mình nói đơn giản, giờ Việt Nam đang là tối thì giờ Mỹ là sáng. Rồi giờ Việt Nam là sáng tại Mỹ với Việt Nam cách nhau nửa vòng trái đất. Rồi giờ Việt Nam sáng thì giờ Mỹ tối. Vậy nếu tôi làm ca đêm là tôi sống theo giờ của Mỹ, tức là tối, tức là ban ngày tôi làm việc. Rồi ban ngày về tôi ngủ đâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Vẫn là lao động độc. Bởi vì cơ thể mình đã được cài đặt như một cái đồng hồ theo ánh sáng mặt trời sáng tối. Đây là tôi đã loại trừ tất cả những cái yếu tố gọi là người ta sáng ta đi làm, ta đi chơi, mình ăn uống, ngủ. Bây giờ mình đổi lại là tối người ta ngủ. Thì tôi làm là tôi đang giờ bên Mỹ là buổi sáng. Rồi sáng tôi về tôi ngủ, nó thành giờ Mỹ thôi. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Không, vẫn ảnh hưởng. Bỏ hết những yếu tố về vui chơi, giải trí gì qua bên đó. Mà chỉ nói gì chương diện ngủ bù thôi, ngủ đúng vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi làm từ tối, tôi làm từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối tôi vô ca, tôi làm tới 4 giờ sáng tôi về. Thì nếu bên Mỹ là đang 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều về phải rồi. Cái về cái tôi mệt, tôi nghe ăn sáng 7-8 giờ, cái 9 giờ tôi ngủ luôn, tới 4-5 giờ chiều tôi dậy, tôi canh giống như một người bên Mỹ. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Bác sĩ có thể chia sẻ để xem. Bởi vì cơ thể chúng ta, cơ thể ta là một cái cơ thể sinh học, nó đã được set up cài đặt như vậy rồi. Khi mà chúng ta đã từ bụng mẹ rồi, chúng ta lớn ra, chúng ta thấy em bé mà trong bụng mẹ đó, nó không có ngày đêm gì hết. Nếu những cái quý vị bạn đọc nào đang có nuôi con nhỏ thì sẽ cảm nhận được, em bé mà mới đẻ ra trong vòng 1-3 tháng đầu nó xài giờ Mỹ không, ba mẹ thức theo nó mệt luôn á. Nhưng mà thường trong vòng 1-3 tháng, tối đa là 3 tháng. Là em bé nó sẽ chỉnh giờ lại, nó nghỉ ngủ theo đúng giờ Việt Nam. Em bé Mỹ đẻ ra thì xài giờ Việt Nam rồi, 1-3 tháng chỉnh lại theo giờ của nó.
tức là nó cài đặt trong vòng có hết thời kỳ sơ sinh là nó cài theo chu trình như vậy đó. Và cơ thể chúng ta ngủ nghỉ chỉ để hồi phục, nhưng mà nó có thời gian để mà tái tạo. Thí dụ buổi đêm ta ngủ, đặc biệt là gì, để những cái tế bào miễn dịch của chúng ta là những cái là giống như những chiến sĩ công an quân đội của chúng ta để bảo vệ cơ thể chúng ta, nó tái tạo thay cũ đổi mới, nó hồi phục năng lượng vào buổi đêm, ví dụ 11-12 giờ đêm. Còn hệ gan mật tiêu hóa của chúng ta nó tái tạo lại và nó hồi phục năng lượng để nó gọi là đổi mới, refresh lại. Là khoảng nào lúc chúng ta ngủ 12 giờ 1-2 giờ sáng, nó sẽ tiết mật ra rất là nhiều để thải độc ra. Thế bây giờ chúng ta thức khuya qua cái giờ đó rồi, giống như Mỹ Thi bữa nào thức khuya có công việc đi, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngủ bù buổi sáng, chúng ta cũng có quen, không có bù lại được. Đâm ra ngày xưa ông bà mình hay nói thức khuya là nóng nổi mụn, không phải là nóng nổi mụn, nhưng mà làm cho cơ thể chúng ta những cái hệ miễn dịch nó không có hồi phục tốt, hệ gan mật nó không có tái tạo năng lượng tốt, hệ hô hấp nó không có thanh lọc tốt, do đó là cơ thể chúng ta thanh lọc mọi chuyện nó kém đi, đang người chúng ta không có khỏe, chúng ta mệt mỏi. Như vậy cái chuyện ngủ nghỉ là cũng rất là quan trọng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Dạ thưa bác sĩ Lưu Phương, là nhiều người sợ rằng là gan của chúng ta là bị nhiễm độc, cho nên là không biết là cái cách nào giống như vậy thì đã đề cập đó là giải độc gan và thanh lọc gan. Vậy xin hỏi bác sĩ Lưu Phương là gan nhiễm độc trong những trường hợp nào và chúng ta cần phải làm gì để giúp gan giải độc ạ? Thì gan chúng ta nhiễm độc, nhiễm độc nói tóm lại là những cái nguyên nhân mà hồi nãy mà Mỹ Thi có trao đổi với tôi á. Là những cái yếu tố làm cho gan nó quá tải đấy. Ví dụ ta uống quá nhiều loại thuốc, hoặc là uống nhiều loại thuốc kết hợp một lúc, vừa tây vừa tàu đó, hoặc là nhiều loại kháng sinh, nhưng mà đôi khi với bệnh nó phải bắt buộc phải phối hợp thuốc. Hoặc là chúng ta ngủ nghỉ không đúng đấy, thì chúng ta bị nhiễm độc bởi những cái loại virus nó xâm nhập đấy, hay là chúng ta bị nhiễm trùng, chúng ta bị cảm sốt thông thường, bị nhiễm cúm thông thường, chúng ta bị nhiễm trùng thông thường, nó đều ảnh hưởng cái gan chúng ta hết. Bởi vì nó đều tôi đã nói đi, xâm nhập đường nào cũng phải bẩm báo với gan, và gan luôn luôn là một cái chiến trường để chặn nó trở về trung khu, là trước khi trở về cái tim để nó có thể lan tràn khắp nơi trong cơ thể. Do đó bất cứ những cái nhiễm trùng nào chúng ta đều có thể là gây nhiễm độc gan. Cái thứ ba nữa là chúng ta ăn uống lộn xộn. Chúng ta ví dụ ăn quá nhiều chất béo, ăn quá nhiều chất đạm, đặc biệt là những cái đạm từ thịt đỏ, thì nó rất là nhiều cái chất sắt, mà chất đó là nó nhiều, nó quá tải, nó ứ ở trong gan, nó cũng gây nhiễm độc gan. Rồi còn một cái nguyên nhân nữa mà nói ra không ai ngờ, chúng ta tự hại chúng ta cho nhiễm độc, chúng ta hay khoái uống thuốc bổ, nhiều loại vitamin đồ vô, nghĩ là ổng bổ bề gan cũng bổ bề dọc, thuốc bổ mà vitamin mà đâu có hại gì đâu. Không được, những loại vitamin mà tôi gọi là tan trong mỡ, tức là những loại vitamin, nhất là vitamin A, hàng đầu A, D, E thì chúng ta dễ bị thiếu, mà vitamin A, chúng ta uống quá nhiều những cái loại đó, nó ứ đọng lại trong gan, ứ đọng lại trong gan quá nhiều, là nó thải không được. Một số loại vitamin B hay C chúng ta dư đó, thì cơ thể chúng ta ngừng hấp thu hoặc nó đi tiểu ra. Còn vitamin A mà chúng ta uống quá nhiều, mà dư quá cơ thể không xử lý rồi, làm nó ứ đọng lại trong gan gây nhiễm độc gan. Hoặc là còn một cái nữa mà tôi nghĩ nói ra đây nhiều người rất là bị giảm cân. Phụ nữ mà béo quá thì thấy béo là không nói rồi, béo phì mập là giọt mỡ xinh xinh bây giờ cũng là gây nhiễm độc gan rồi. Bây giờ béo tôi tập liền để giảm cân tốt quá vậy đúng không? Thấy những người giảm cân vội vàng. Tại sao ạ? Thì có nhiều người bị đi đang mập muốn giảm cân cho đẹp, thân hình chuẩn càng lẻ càng tốt, ai muốn vậy hết mà. Đâu muốn, thí dụ giờ mất 7 tháng 1 năm mới trở về lên hình chuẩn, bây giờ có 3 tháng thôi tích chân chứ. Nhưng mà tại sao thì giảm cân quá nhanh. Giảm cân quá nhanh, người ta nguyên tắc người ta không bao giờ giảm quá 5% trọng lượng cơ thể trong 1 tháng. Không có chia theo ký,
anh bao nhiêu ký anh nhân ra bao nhiêu phần trăm. Như vậy chúng ta mà giảm cân, chúng ta cứ nhớ là nhân cái trọng lượng ta đang hiện tại là bao nhiêu. Ta cứ nhân ra chia ra 5% trọng lượng thì cái chỉ tiêu ta sẽ giảm nhiêu đó trong vòng tháng. Rồi tháng sau giảm rồi lại chia ra 5% là bao nhiêu. Cứ vậy chúng ta làm. Nếu chúng ta giảm quá nhanh, nó sẽ làm thoái quá mỡ ở gan. Gan bị thoái quá. Phải giảm cân nhiều là giỏi. Quá cái mức đó là thoái quá mỡ ở gan. Là làm nhiễm độc gan. Chứ không phải là tốt. Chúng ta thấy có rất là nhiều nguyên nhân. Tự chúng ta hại chúng ta chứ đâu có ai hại chúng ta. Ăn cũng chúng ta, bây giờ thấy tốt quá giảm cân cũng chúng ta tự ta hại ra. Rất là nhiều nguyên nhân nhiễm độc. Rồi còn những nguyên nhân đấy, thuốc lá, rượu bia, thuốc men. Đấy rồi chúng ta uống đủ loại thuốc bắc, thuốc tàu gì đó để cho tốt sức khỏe, nhiều khi tôi thấy là không có nên. Bây giờ chưa kể ăn thịt những cái món này lạ lắm. Cái trái này quý lắm ở trên rừng, ăn là sẽ ra thuốc là cường dương hay là bổ thận gì đó mà không có nghiên cứu gì đó, không có công bố ăn. Ăn nấm này hay lắm, những cái đó có thể gây hoại tử gan thì đọc gan. Như vậy chúng ta thấy đó rất là nhiều nguyên nhân hay chúng ta thức khuya. Như vậy rồi thế bây giờ trên mạng lại quảng cáo là uống tất cả những cái để thanh lọc gan cho tốt. Thế thì thanh lọc gan thì tôi thấy cơ thể chúng ta tự thanh lọc, không có cái nào là thanh lọc gan cho tốt. Chỉ có những cái cách sau đây. Chuyện đầu tiên là chúng ta điều chỉnh lại ăn ngủ đúng giờ là đã giúp thanh lọc gan rồi. Chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ nói là giúp thanh lọc gan rồi đấy. Thứ hai chúng ta năng tập thể dục, không có cần tập dữ dằn như Lý Đức, không phải gì cần nhé. Một tuần chúng ta bỏ ra 90 phút, một tuần bỏ 90 phút là tối thiểu. Tập những bài tập cơ bản, chạy bộ, đi bộ sao cho ra mồ hôi trong 90 phút thôi. Mình rải đều chứ phải là bữa nay tôi rảnh quá, tôi tập lần 90 phút rồi tôi nghĩ đó, lần sau tôi kiếm ngã không phải. Nhưng quan trọng là điều đặn. Một ngày có thể 10 phút, 15 phút, 20 phút gì đó. Một tuần khoảng 3 ngày là tối thiểu. 3 tới 5 ngày chúng ta có được 90 phút là tối thiểu. Mà tốt nhất là 150 phút một tuần. Nhưng mà thôi tôi đưa mức tối thiểu. Mà mức tối thiểu nhiều người còn không phấn đấu nổi nữa. Một tuần bỏ ra 90 phút. Tập những bài tập nhẹ nhàng miễn là đổ mồ hôi. Chứ phải cần tập như vận động viên đỉnh cao. Hay là cần tập đã cho đô dữ dội như Lý Đức. Không phải. Là đã thành lọc gan. Những biện pháp rất là đơn giản. Do đó những cái gọi là dùng những cái loại thuốc thảo dược để thanh lọc gan thì nó không có đúng lắm. Mà chúng ta sẽ có một cái thói quen ỷ lại, có gì cứ uống thuốc thanh lọc gan là chúng ta quên hết, không có chú ý những biện pháp đó là không được. Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Lương Phương ạ. Dạ thưa bác sĩ, là đoán bệnh gan bằng cái phương pháp là quan sát da thì có chính xác hay không ạ? Bệnh gan thì có những cái bệnh lý nào biểu hiện trên da? Nếu như mụn nhiều, nóng da thì có phải là biểu hiện của triệu chứng ngứa gan hay không ạ? Cái đó là do truyền thuyết đông y để lại. Khi nổi mụn nhiều là tỳ vị nóng, tỳ vị hư. Thì nó liên quan, tỳ vị thì đây nó có liên quan cái bậc gan. Theo đông theo tây y nên nó một cái cách nó hơi khác nhau, cái lý luận, cái nền tảng gọi là cái tiên đề hơi khác nhau, nên đó bà con mình cứ nghĩ nóng gan là nổi mụn, không phải vậy. Cơ chế mụn theo đông y nó có 4 cơ chế khác nhau, liên quan tới con vi trùng tại chỗ, liên quan tới nội tiết tố, liên quan cái độ nhờn của da, nó không có liên quan nhiều đến cái vụ mà chức năng gan. Do đó là cái mà nổi mụn nhiều là nóng gan là nó không có đúng lắm. Tuy nhiên khi mà gan bị suy yếu, chức năng gan bị suy yếu thì nó sẽ biểu hiện trên da, nhưng mà chúng ta đợi tới biểu hiện thì thường nó không có phải nữa. Thường những người bị bệnh gan giai đoạn đầu dòm trẻ khỏe đẹp trai giống như nhiễm HIVS giai đoạn đầu, chúng ta nhìn rất là bình thường, không có một cái vấn đề nữa. Những người bệnh gan mà người ta nhìn chúng ta thấy rồi đó, thì thường là bệnh gan hơi nhiều. Thường cái biểu hiện là nếu biểu hiện có nhiều biểu hiện độc đáo lắm. Ví dụ đúng là người bị bệnh gan là dễ bị mẩn ngứa hơn, bởi vì một trong những chức năng không phải là thải độc kém
mà bởi vì gan nó xử lý những cái vật lạ kém đi, thì những vật lạ đó là những cái chất gây phản ứng cơ thể mình, cái phản ứng miễn dịch cơ thể mình, do đó là mình dễ bị ngứa ngáy. Nó xử lý vật lạ kém hơn thì nó gây ra những phản ứng miễn dịch, thì ngứa ngáy giống như người ta dị ứng vậy đó. Cái thứ hai là da hay có những vết gãi tầy xước, hay là mắt da hơi ánh vàng, hoặc nặng hơn thì da nó xăm đen và trên da nổi những cái mẩn đỏ rất là nhiều mà không ngứa. Và một cái biểu hiện nữa mà dòm thì thấy thích lắm nhưng mà nó là bệnh gan. Có những người thấy tự nhiên bây giờ môi người ta đẹp lên, môi không cần môi son, cần xăm môi gì, bây giờ tự nhiên nó hồng đẹp lên, người ta mừng quá, thấy cuộc đời đẹp quá. Cái đó xấu đó, báo hiệu là gan nhiễm. Như vậy là đó là những cái biểu hiện da của bệnh gan. Thưa bác sĩ Lương Phương, là trên mạng thì có một cái vấn đề như thế này, nhiều người hỏi rằng là xơ gan là cái sự hình thành tổ chức xơ trong gan thay thế cho nhu mô gan đã bị chết, nhưng mà gan thì lại có khả năng tái sinh bù trừ. Mình thường gặp cái trường hợp này là ở những đối tượng hiến tặng gan. Vì sao thì thay thế bằng tổ chức xơ gan ạ? Nhờ bác sĩ giải đáp cái vấn đề này ạ. Về y học thì đúng là nếu bạn Google ra thì bạn cực kỳ khó hiểu. Thì cái câu đó là câu định nghĩa của Wikipedia hoặc là Google. Nếu mà không là bác sĩ thì sẽ không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà nói đơn giản là như vậy. Đó, như tôi nói, nó là hình thành sẹo lồi. Tức là khi những nguyên nhân tấn công vào gan như tôi vừa nói gây hại cho gan, nó sẽ là biến gan thành một bãi chiến trường, cứ đấm đá làm cái gan người ta cứ bị đánh hoài, giả tác hoài, rịn nước mắt hoài. Thì cái gan nó cứ bị đánh tới đánh lui, đánh qua đánh lại, thì chỗ đó nó hư. Nó hư thì nó sẽ tìm cách bù trừ. Nhưng mà bởi vì nó cứ tấn công hoài liên tục thì nó bù trừ, nó tái tạo không được. Để tái tạo, nói vậy khả năng tái tạo rất là tốt. Nhưng mà nó cứ đánh nhau, vừa mọc lên, da non vừa lên, ta khiều cái nữa, đánh nữa. Đánh nhau là đụng nhau hoài, mà những nguyên nhân gây nhiễm độc gan. Da non vừa lên, đánh nữa, không lên da kịp. Thế thì cái lên lẹ nhất, kịp lẹ nhất là sẹo lồi, là vô lẹ nhất. Và nó, mà cái sẹo lồi đặc điểm nó đã vô rồi, nó thành sẹo rồi. Nó vô, nó thay thế rồi. Thì mấy người kia không có mọc trở lại được, y như da chúng ta mà lên sẹo lồi rồi thì những cái da đẹp bình thường bao giờ mọc trở lại được. Chính vì vậy khi mà những nguyên nhân gây nhiễm độc gan mà nó cứ kéo tới kéo lui hoài thì những cái gan mà tái tạo nó chậm hơn là sẹo lồi vô. Thì nó vô rồi nó dính chỗ này, tái tạo lại không được, gốc của cái gan ta toàn là sẹo lồi thôi. Thì tức là gan ta là sẹo lồi thì đâu có tác dụng gì nữa. Thì như vậy chúng ta đã hiểu được. Còn một người hiến tặng gan, một gan cũng bình thường không ấy, chúng ta cắt bỏ cái phần đó đi thì những cái phần gan còn lại nó sẽ mọc để bù ra cho cái phần đã bị cắt bỏ hoàn toàn, nó không bị đánh nhau gì, mỗi ngày đánh cứ đánh đụng hoài không có, cắt bỏ xong nó sẽ bù được. Vậy thì làm cách nào để có một cái lá gan khỏe mạnh ạ? Để có một lá gan khỏe mạnh thì tôi xin chia sẻ những cái bí quyết sau đây. Chuyện đầu tiên là giữ một cái tâm hồn thư thái thoải mái, tập thể dục 90 phút trong một tuần mà chia đều ra nhiều ngày chứ đừng dồn vô. Uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày. Tránh xa những cái ô nhiễm khói bụi, đặc biệt là thuốc lá. Không uống rượu bia, cái điều này hơi khó. Dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Không tự ý dùng những loại thuốc mà theo truyền miệng. Ăn uống thì vừa phải, đừng nó thấy món lạ lạ, cái trái này lạ lắm, quyết lắm, ăn thử đi, nguy hiểm. Một chế độ ăn uống hợp lý hàng ngày, luôn có những cái khẩu phần rau xanh, rau tất cả là loại rau quả mà tươi xanh là tốt. Ăn thêm một số loại hoặc uống thêm những cái loại cây họ cam chanh, tức là ổi hoặc là nước cam. Mỗi ngày uống một cốc trà xanh là cũng có thể là một tách trà xanh nhỏ thôi là cũng giúp cho là chống oxy hóa để giúp tái tạo tế bào gan. Và một cái sản phẩm, một cái thực phẩm rất là phổ biến đó là cà phê. Cà phê đây là cà phê nguyên chất. Chúng ta mua hạt cà phê chúng ta tự rang xay, không có lẫn hóa chất. Chúng ta uống cà phê phin cổ điển, cà phê mà bỏ vô phin cổ điển nhiều chứ, mỗi ngày một ly đó thôi, đừng pha đường gì hết. Ta sẽ tận dụng hết tất cả những tinh túy, những cái tinh chất có trong cà phê chứ không phải riêng cà phê.
đó là một cái chất thanh lọc gan rất tốt. Còn những loại cà phê hòa tan, cà phê chế biến rồi thì không có được tác dụng đó. Đó là nghiên cứu đã được chứng minh. Và cuối cùng là chúng ta ngủ nghỉ cho đúng giờ là giúp cho lá gan khỏe mạnh. Thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ với quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Lô Phương ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân, cách điều trị những bệnh lý về gan và cũng như cách phòng tránh để có một lá gan khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo ạ.